Quang, con clip của mày kìa. Thả cho mày đó, mày minh chuyển đi. Cầm má Boris làm con mẹ gì. Để khoan ai. giờ này không phải là lúc mình làm ba bị tiêu, hiểu không? Cái gì vừa đổ rồi? Cái xài ở casino à? Phải lồn thì mẹ chưa kịp bắn thằng lồn kia. Nằm xuống. Trời trời. Không, ê dán sau mày thử đi, mày thử visual đi, visual mạnh lắm á. Visual tàng hình trước mặt địch. Ủa nhẹ sao hồi nãy anh khoan tình trận đáng lẽ phải tạo phòng em với Cường vô test mới đúng. Không ai đâu. Không, giờ kêu nó vô test trong đây nè bạn. Vô trò mạnh lắm. Sao test anh? Thì giờ lát hồi cầm defense nó test, nó cầm cái chỗ test. Test như địch thôi chứ đâu test như địch đâu. Ừ, thì nó test trực tiếp vậy rồi còn gì nữa. Bắt dễ thấy phải test với mày, test trực tiếp với địch thôi, địch nó không thấy càng tốt chứ sao. Mày test sao mày đi vòng vòng trước mặt địch, tên địch nó không thấy mày đâu, thề luôn. Còn hay không? Giờ mày coi cái trailer của em á, cái trailer vừa rồi á. Thành hình khác phải luôn. Sao con bay không chơi? Không, tại vì con nó khó trở lại. Tại có nhiều con mày phải đánh tùy cái phòng để mày chơi á. Kiểu như trường hợp này phải có con này thủ này, Mira thủ cái kia, ví dụ như này nữa. Rồi có mấy con khác súng nó ngon hơn nhiều. Con kia chứ được cái tàng hình, mày mới có phim không? Nó có phim cho thằng đó luôn mà. Đang chiếu rạp á, Invincible Man á. Nó đó. Có cái thủ quá. Quá. Đủ má cao vừa anh cao quá. Trái hạch, trái MP của nó làm gì nổ banh nguyên map vậy. Chết mẹ video rồi. Ghê vậy? That's one kill. Đồ ghê sao tết. Thế đâu đâu bật tàn hình đâu ba, Nguyễn đầu lộ vải lộn luôn á. Ý em nói vậy sao tết cho anh Cường được ba. Thời video thấy ai bắn đại thôi sao. Cường nó chế thử con nóc kìa, được kìa. Nóng bằng Cường chưa mua anh. Ôi cà phê. Cứu đi. Ui, một phát ngay mặt cà phê luôn. Ui, phá đảo phải luôn. Chuyện mày cự với Quang là chuyện của mày. Chuyện mày cự với Quang của mày, ví dụ mày nói tao nhưng mà tao không thích cái thái độ của mày. Mày cự nó làm cái gì, mày nghe nó thách mày cũng nghe nữa, vãi cả lộn. Hai tụi bay là đứng dính với nhau là chỉ có vô. Ừ, cái tự nhiên cái tụi tao có vấn đề, độ phải là giờ cao lắm mà thua thôi chứ thì mắc gì mày cự với nó, chứ tụi mày out team á, phải là win shot tao mà tên chưa tưởng mày thôi chứ. Yên tâm, em tự tin cái khả năng anh gánh team với Quang. Thua 0-1 rồi đồ, mới gánh cái lộn, mà tên vừa vô cái bực ngửa má. Win shot mất niềm tin, tao mất cuộc sống. Vinsort mất tiền bạc, mày biết là Vinsort tốn hết bao nhiêu tiền để ngồi để chơi với mày không? Mà mày bị ấm, mày tốn thời gian của Vinsort hả mày? Má, Vinsort mất tiền bạc, còn tao, mày tin mất niềm tin vào cuộc sống, còn tao đổ mất phong độ, mất ý chí rồi á, mất tất cả. Mày nghĩ sao mày làm cái điều đó hả Tài hả? Mày không có nghĩ tới anh em vậy, mày chỉ nghĩ cho mày, mày đi mày hân cua với thằng Quang thôi hả? Mày đúng là... Ê quay, đụng quá, mất con kiệt gì, mất con ấm vô quay. Mất cả kìa vô quay. Má mày nghĩ ơi, mày làm vậy làm tao mất hết, trời ơi. Mày có biết là thay gì, nghĩ còn đi chơi game nữa. Mất, nếu gì mất lắm.
Trời, mong tin mày hỏi con sọt đi, mày không tin hỏi mà tên đi. Tao thì mày không cần phải hỏi nữa rồi. Ai bữa mình chưa kể vào tài nghe bữa thì nghe con sọt. Sao? Bữa gì? Sao sao? Con sọt vừa chơi vừa học á. Ừ, đúng không? Mày không? Ổng hy sinh cái vừa chơi vừa hợp để chơi chung với mày luôn mà. Ê, C4 đâu đây? Corona virus. Ông có nhìn à, tôi đang tìm cố, tôi cố tôi reinforce cái má, cái lòng má gì đây má. Quán rang rồi đủ lắc kiểu này kì á, nguyên một phòng. Tôi coi tìm bên kia làm cái gì. Tìm con mẹ tao. Con mẹ, ấy đủ mất tầm bé cái bút lên cái đỉ tỉ sao cho. Bé cây xong rồi nó mất bé cây rồi đó. Đây rồi coi, cố gắng bé cây rồi. Ê, tôi mới đặt cái 7 force xuống xong, mất tiêu 7 force luôn mà. Đủ mất, tôi mất cái bé cây nữa rồi. Dở đấy thằng BK luôn mày. Ê tui mất thằng BK luôn mày. Tui mất 7 phát 4 rồi. Chó lòng mấy gì vậy? Tui đi dodge cái server này sao vậy? Ý là anh em mình vẫn còn. Ủa anh em mình vẫn. Ừ, biến nó bị đó ta. Ông coi trên cái. Ông coi cái vẫn bình thường mà. Màu xanh lè luôn mà nó có màu đỏ đi. Mình nói chuyện vẫn bình thường mà. Server nó bị cái gì vậy ba? Mà nó bị kéo nguyên một phòng luôn. Ê, cái trap này, trap mới đó Quang. Lắc đụng nóc luôn. Má, về kỳ đéo được luôn. Ê, ê, đừng, đừng. Má cái đéo trúng tường, đụng nó. Lụng ra xíu rồi ba. À. Rồi giảm bể. Ủa nó sao bị gì vậy ta? Chụp hình lên hỏi thằng Tài coi. Tài kêu cái này em biết. Trời má, 615 binh. Có thằng nào đi gì đốt cái phòng này hay sao ba? Có cái thằng nào đi đốt cái phòng này hay sao ba? What the fuck? Má có thả cục này đéo được luôn quá ba. Đấy là mình chơi vẫn bình thường mà có điều là ý có đấy là mình chat vẫn bình thường có điều cái game luồn ngoài này không phải do mạng mình qua do cái lồn gì á ba. Má giờ tới tới chỗ tài tranh cài đéo được luôn rồi ba. Má cho mượn cái cục này bắn chơi coi. Đéo thế luôn rồi ba. Đéo. Tôi đặt cái 7 phó mà. Tôi đặt cái 7 phó 8 lần. Mất mẹ 8 cái lần luôn á. Mà không biết gì hay không? Không biết gì hay không? Mẹ anh rằng đéo là ao luôn. Ao là bị ban. Má. No team made damage luôn rồi. Bắn lồn thử con kia đi coi. Tôi đã bắn đéo được luôn, đéo đập đạn luôn rồi ba. Nó đéo có đạp đạn được luôn không? Bắn lùi nào bắn rồi. Tao bắn lắm. Tụi nó bắn 8 tháng sau mới đạn nó qua người mẹ. Tao thề với mày luôn nha. Tụi con xua với ông luôn nha. Cái tụi bên kia nó chưa có rời được cái bay xuống đó đâu. Nó chưa có rời được cái chỗ spawn đâu. Tao đéo có đạp đạn được luôn không? Má làm gì nó không lợi mày. Ông hỏi tụi nó là mày tụi bay có rời cái chỗ. Thôi mà easy đó luôn, game nó chẳng easy đó luôn. Không, thấy nó thua, nó thua nó bật DDoS cho cái mày luôn á. Nó thua nó bật DDoS. Tao nói rồi, mấy thằng lộn nó DDoS. Nó tưởng nó ăn được mình nó mới tắt á, còn bây giờ nó thấy nó thua nó mới bật lại nè ba. Web. Dạ, report phát nguyên team đi. Ừ, nó report cái không ba, tôi đáng đại mà tôi không nghĩ tôi cũng không rõ nữa mà tôi nói chơi vui thôi, nhưng mà cứ vào chơi vui đi quá. Thì bọn chơi vui có cái cam đéo nổ rồi giờ sao vô vì bọn cheating cái lộn má
nó muốn hòa trận này nó ba nổ máu tập phát. Hai trận này mình qua defend nó sẽ hết điểm. Má tôi cái ông nha, ví dụ cho trận này thắng đi mà trận xong mình qua defend đó. Hết lắc tôi cái ông kiểu gì cũng hết lắc. Nó hết lắc. Kiểu gì cũng hết. Nếu mà cái trận defend đó là mình. Bây giờ nếu mà tới cái trận defend mà nó vẫn còn lắc á, thì nó phải đi dot, còn đủ mới tới defend mà đủ mới là mà nó lắc nữa là đủ mới tới đi dot for sure luôn. Nó tự nhiên cái đang thắng cái này đi dot mà đồ. Hello. Còn má đi đéo nổi luôn. Má thời gian vẫn đếm như đi là đéo được thôi. Đếm thời gian vẫn đếm. Alo, vậy cũng chết người. Vậy cũng chết nữa. Tao vô đéo cái cửa đéo được luôn rồi ba. Lắc lại rồi. Có lồ má mừng hụt. Có lồ má trời quá cam đéo được luôn. Coi là con mẹ gì đó. Tụi mày đùa với tao à. Vô cũng có được đéo đâu. Thằng này nó muốn phiêu còn đéo được nữa mà. Chắn cái cục còn đéo được. Tôi cứ vô cái cửa nó đẩy tôi ra khỏi cái cửa. Nó rút vào bên. Vô hình. Ủa má có một cái đạn cửa tôi vô đéo được luôn. Má tôi đéo tin là tụi này nó legit và. Bây giờ đóng với mất cười quá lâu đúng không? Ôi bắn lồ bị cổn thằng ấy, 30 giây đâu có bom, đâu có bom. Má, đặt được bom luôn không, quả cà lồ. Má, đi dot mà còn thua nó, tao cười ỉa nè con. Ơi mong là, ồ, má giờ nó hết lắc nè, tao cái ông luôn nè. Giờ nó tắt để nó chơi nè. Nó tắt rồi không, nó tắt để nó chơi nè má. Đi dot for sure luôn. Mấy thằng lộn này nó đi dot mà nó còn thua nữa. Mẹ, đang nhân trận anh. Tao hỏi là chơi server của ai chứ. Tao giả rip em thôi. Con cặn. Để cho con chút nó nghi ngờ đó mà thôi. Tao ra tao tắt cái ngày đầu nó không thấy à. Giả rip em thôi. Ui, đồ má. Này mới là khó ăn luôn. Ăn snack. Đó, giả rip em thôi. Chỗ phi ăn ngay chỗ anh Bình luôn hả? Trời, giả rip em thôi. Giả rip em thôi mà. Đây là chuyến tàu VN101. Chở qua về đất mẹ. Còn mẹ sau lưng nhé. Đồ mẹ chưa có kêu luôn. Mai mốt đổ lại TV không kêu. Hai thằng ở trong sai á. Bot chưa? You located a bomb. Taking point. Ela trong sai luôn. Một. Trong sai kìa, bên trái. Bên phải chứ. Hai. Top 4 eliminated. Ủa má
nó thả hay là nó giờ ba cục rồi đó. Ủa Nghĩa đạp mà Nghĩa mới dính cái. Rớt bằng lồn lạ ghê luôn. Nó không về cái này mà nó. Ê quay coi nào quay. Ê ê. Mày chạy vô đâu? Tao đặt cái Richard ngay đây nè. Mọi người bay vào vô nha. Dạ. Gần pull rồi. Ngay trên kia luôn, em đã thấy luôn. Sát sau cái ba, sát cái ba. Sát phải. À sát trái. Ra ngoài rồi. Có pull rồi. Không có castle. Đóng ngoài rồi. Có bull, có bull. Ở trong này clear nó ra ngoài rồi, Jager ra ngoài rồi. Ngoài rồi. Hoi. Mình chưa biết nó đứng đâu. Nhìn Hoi. Bottom. Op 4 eliminated. Thủ bạch kia gắn hết. Ê, team mình chiêu đều quá nha. Ê, bốn thằng mình đồng lại ném một chiêu Nghĩa luôn đó. Luôn cạnh của thằng Nghĩa. Chiêu Nghĩa, sắp luôn này được. Thôi, đừng, mở hết, đừng chặn nữa, giờ ông đừng có đi nữa. Chết Blitz. Ngon. Đừng để chạy nó mày. Đừng BK nó chạy chạy đi mày, chạy đi. Đừng. Giờ vô trận rồi đừng BK đó, đừng BK đó. Thấy chưa? Trời ơi. Cho em nghe tí. Hash nè. Hát hallway nè, on bên kia bà nè. Bình lại lên 400 mấy đeo. À nó. Bắt đầu quen. Thế rồi. Ôi đủ mấy hát kia mở luôn rồi. Lấy chưa? Con mình về đâu? Một thằng vô. Op 4 has located. Op 4 last operator standing. Ngồi còn hàng đúng không? Mình vàng luôn không? Đây là ngoài trước mặt kia. Op 4 eliminated. Mission successful. One was to my left, Blackbeard. Đó, đạp em mò xong chích máu. Đỉ mẹ nó ra cùng chỗ luôn rồi. Cứ cắp can ra. Goyo was behind the shield on your right in that hallway. On A. Goyo to the right. More right. Yeah, right there. More right. Good job. Có doc trong kitchen. Doc chết nè. Doc chết rồi. Một thằng roamer chết rồi. Mở hát phía sau đi. Ê cũng được, mở được không? Còn kìa, mong mình mở được. Mở hát phía sau đi nghe. Đó bây giờ tại sao tao khá là thích. Thôi mày. Thôi rồi, thôi lùng có cái. Hai đứa rồi. You have located a bomb. Vui chọn mở hát phía sau được không? Đó, hai hát với mạng đó. Đó, hai hát nè. Một đứa trong hầm nhỏ, một đứa trong cái phòng nhỏ, một đứa ngoài hallway á. Jam. Jam.
Đẩy luôn mà Vincent. À mà đẩy 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 Vincent đẩy luôn Vincent, đẩy luôn. Đẩy 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 đi tham tham. Sát trái anh, sát trái anh. Friendly last operator standing. Op 4 last operator. Ôi, hấp dẫn, cái hàng lại đừng đừng ông vô bắn nó luôn, bắn nó luôn. 10 10 10 gì. Đẩy đẩy cái bên phải á. Ừ. Bên phải. Đó đó nó còn yếu rồi, nó yếu rồi. Ai sai sai quá. Yếu rồi, nó yếu rồi, nó yếu lắm rồi, tôi bắn nó còn mười mấy rồi. Yếu rồi. Stay, stay, stay. Nó đi nguyên một đường vòng, cuối cùng cũng chết. còn một thằng nữa anh, đứng xa thế, đi cơ mẹ ở dưới đứng xa thế. Ủa nhảy xuống hả? Quay nhảy xuống hả? Nhìn này thì cô bro quay nhảy xuống hả? Trời, nó nhảy xuống tán gì vỡ đầu. Má mày đang... Má đúng là máu dồn lên não. Ghé bảo ở dưới mà nếu nó ở chỗ nào thì nhảy xuống. Thì tao binh vàng rồi nhưng mà tao binh... Đốc nhà, đốc nhà, đốc nhà. On top, on top. You will be detected if you remain in this area. Op 4 eliminated. Rớt này. Rớt này. Sẽ mua Elite Mira. Setting barricade. Má lỡ tay bắn trúng đầu phải lỡ. Chết lẹ phải không? Vãi, cho trước. Tôi đào cho nóc nhà quá. Lồn. Giết bộ luôn hả? Không á. Tôi chạy lên tôi bị... Trên lầu. Còn mấy con nữa, còn người ở đây thôi. Trên lậu hết. Ôi lồn bút xì quá rồi. À, ngoài cửa sổ trong sai. Đu dây IQ. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Cửa sổ dưới trong sai á. Ngay defend. IQ của đàn em vô. 15 seconds left. Đó nó vô rồi đó. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Bèo này ra, bèo ra tụi nó có thằng Ash này nó yếu rồi nha. À, nó đứng ngay chỗ cái bên đây phải mà. Nè mà. Để về xa đi em, về xa đi cho, về xa đi. Qua B, qua đi, qua B đi, qua B đừng qua, đừng qua B. Rồi đứng đây, đứng đây đẹp, đứng đây được.
cho anh. Bé bỏ, lấy qua. Op 4 eliminated. Mission successful. Cứ chờ. Mozzie down in armor. Không thi vào đâu. Ai có à? Không ai có cà bé á. Rồi hai có nha, đối tượng á. Không ai có cà bé á nha. Cẩn thận nha. Không, con có Valkyrie. Cà bé nữa. Bóng tin má ông vô cũng đạp cho bằng được nữa và là ôi đồ mà cơ bóng cửa sổ nè, đặt bóng cửa sổ nè, có thằng ở đây nè. Select mấy chạy ngang nè. Last operator standing. Rớt cho nó bắn bèo. Op 4 eliminated. Mời chúng tôi vô chung. Để thấy quay thử vậy mà. For my room. Ôi sao hay quá mọi người. Không biết mùa sau ta sẽ gai có skin elite đến không ta. Joshua vào, Joshua vào rồi, hành lang ấy. Hành lang bên B á, hành lang bên B vào rồi kìa. Mà chỗ này kìa. Mấy à? Vào rồi. Vào rồi đúng rồi. Không có nghe thấy. Sorry lắm. Đấy, bỏ đấy. Quá nghe ơi. Hay quá nghe ơi.
Hay quá mà Pin ơi. Hay quá. Để tao ra trước cho nhở. Không có cái lỗ nè. Lượm đi phiêu, lượm đi phiêu. Cái lâu mà. Mày có nghĩ là tao có sực cái pha này không? Ờ, tao nghĩ đéo rồi đó. Trời nghĩ. Đi mẹ anh bỏ cái defuse luôn là em thấy đéo lắm. Được rồi, trên lâu. Này, không biết rồi, chút khá là OB. Santa Maria. Con cuối thằng két á, con két á. Từ từ được. Từ từ nghĩa ơi. Rồi đồ má lo đéo biết rồi đó. Một băng cá ngáy gì không? Cái gì sai rồi? Coi chừng 7 ly xanh á. Trong cái phòng nhỏ. Tài có một lông mày, không biết tại sao lại như thế này. Chúng tôi đã bú suốt cả ngày. Thôi bớt đi Tài ơi, bú suốt làm gì, nó cứ bú như thế sẽ bị ớ rồi chị. Mẹ thì ấy không bao giờ chị mà tổng phải lên. Mẹ Tài bú cú ba cơ. Bú lên rank master. Bú tới bú lui, bú đến khi mày ngưng. Bú nữa đi. Và Tài bú lại đi. Mọi người hãy đến đây. Và chóng mắt lên xem Tài. Bú bú bú. Đôi chân dọc quanh nơi khắp phố xa Tài đi tìm mối. Chợt Tài thấy đói nên vô tiệm nét kêu tô mì gói. Đập vào đôi mắt thằng nhỏ bưng tô cụ to lòi tối. Chợt Tài vui đối chơi với cái ghê để không thể nói. Đứng chơi đi thức cá, Tài nhẹ nhàng lướt qua. Tiếng xe Tài từng đã đánh, xem như dành chúng ta. Tay buông cả tô mi xuống, Tài nhìn quá đi. Tài đéo cần quan tâm nữa, giờ Tài chỉ cần bú cú bú hết một hơi. Tài vui như Tết. Yeah. He's falling in love. Yeah. Tội nghiệp thằng nhỏ bưng tô eo biết con cạc gì hết. Yeah. Tài tụt quần nó giữa đám đông bọn người ta. Tài sụp cu nó giữa cái nét bao nhiêu người xa lạ. Bởi vì đám này nó không thu bờ ghê. Em làm cái đéo gì có con cu to như vậy. Hay là cứ mỗi ngày để bú cu cho em nha. Tôi thì đã lỡ rồi mình bú thêm nữa nha. Nha, 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 nha. Chim bờ lớp, dạ. Chim bờ lớp, dạ. Chim bờ lớp, chim bờ lớp, ơ chim bờ lớp, yeah. Chim bờ lớp, yeah. Chim bờ lớp, yeah. Chim bờ lớp, chim bờ lớp, ơ chim bờ lớp, yeah. Chim bờ lớp, yeah. Chim bờ lớp, yeah. Chim bờ lớp, chim bờ lớp, ơ chim bờ lớp, yeah. Rolling with me all the way, you my candy boy. Sarane, sarane, chim bờ lớp boy. Giữa tiết trời mùa thu, trong rừng phải có thú. Ăn cắp thì ở tù, Tài thì phải bú cu. Con cặp như khoai mì, Tài như điện đích cầu trì. Lé lên một tia lửa, Tài đỉnh muốn làm gì. Cái quần skinny jean em mặc loài nguyên hình cu. Tài chỉ mong được bú em bú đồ lông hạ xuân cu. Em gì ơi, em có mong cuộc tình đơn giản. Nói ra được cần nói, họ lại nghĩ là Tài đang giỡn. Bởi vì 1 phút 30 giây, Tài bú cu xong ngay. Giờ đang nơi đâu, đi tìm hoài cấp nơi bao lâu. Thấy em đang ngồi trên ghế, ủa, đôi nay kỳ tinh tế. Ủa, ăn gì cặt to thế, khiến Tài quên luôn con gì về. Thank you.
Oh,